Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Formosa TV, liên quan tới vấn đề luật pháp ở Việt Nam trong thời gian gần đây, những người trong ngành luật cũng như là những người quan tâm tới luật ở Việt Nam nói tới rất nhiều một dự luật, đó là dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 ghi rằng người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự nếu không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Điều khoản này một lần nữa không chỉ tạo ra những sôi nổi ở trong nước mà kể cả các luật sư cũng như là những người quan tâm về luật Việt Nam ở nước ngoài cũng có nói tới rất nhiều. Ngày hôm nay một cách ngẫu nhiên chúng tôi cũng ngồi với một số vị luật sư ở Việt Nam cũng có, ở đây cũng có bàn tán về việc này. Nhưng từ đây chúng tôi có mời tới để trao đổi và thảo luận về việc này. Trong phòng thôi chúng tôi có luật sư Nguyễn Thành Sơn từ luật sư đoàn Hà Nội, nhưng anh đang có mặt ở Cali. Luật sư Huỳnh Tuấn Kiệt ở California và anh Minh Giang, một người cũng rất am hiểu và quan tâm tới vấn đề luật. Có lẽ câu hỏi đầu tiên đặt ra với luật sư Nguyễn Thành Sơn, anh có thể cho biết về cái dự luật này nó như thế nào mà đã tạo ra những cái quan tâm hiện nay thưa anh? Vâng, xin thưa khán thính giả của Formosa TV, tôi là Nguyễn Thành Sơn, như anh Lân Vũ giới thiệu, là luật sư của đoàn luật sư Hà Nội. Nhân một chuyến công tác sang Hoa Kỳ, tôi có ghé California. Mấy hôm nay trên thông tin đại chúng cũng như là giới luật sư cũng như là luật gia của Việt Nam và những người quan tâm đã bàn tán rất nhiều về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang họp để thông qua cái dự thảo về luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của luật hình sự 2015. Trong đó có khoản 3, điều 19 nói là khi người bào chữa phải tố giác hành vi của thân chủ của khách hàng của mình đối với những tội đặc biệt nghiêm trọng và tội xâm phạm an ninh quốc gia. Ở đây thì tôi thấy có nhiều trên diễn đàn cũng như là trong giới luật sư cũng như lãnh đạo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Hà Nội và một số luật sư đồng nghiệp cũng như là những bạn quan tâm đến vấn đề luật xây dựng pháp luật thì đã có ý kiến, nhưng mà riêng về phía cá nhân tôi đối với dự thảo của dự thảo luật này nó chưa phù hợp. Thứ nhất là đối với Bộ luật hình sự đã có một điều khoản quy định về những người nào không tố giác tội phạm. Thế về trong đó thì không loại trừ là luật sư. Vì vậy chúng ta không cần phải thêm một chế định riêng về luật sư đối với những tội phạm này nữa. Và thứ hai nữa là đối với trong quá trình nếu mà thân chủ đây là khách hàng mà đã phải nhờ đến luật sư thì cái điều 17 của Bộ luật Tố tụng hình sự đã quy định, điều 73 của Bộ luật Tố tụng hình sự đã quy định là luật sư phải giữ bí mật cho thân chủ, đấy, phải giữ bí mật cho khách hàng. Vì vậy nó sẽ mâu thuẫn giữa luật tố tụng hình sự là bộ luật hình thức và bộ luật hình sự sắp thông qua đây là bộ luật nội dung. Vì vậy sự mâu thuẫn giữa luật trong luật với luật này thì sẽ ảnh hưởng đến những người thực thi pháp luật, kể cả những người làm nhiệm vụ bào chữa như luật sư chúng tôi và các đồng nghiệp. Xin mời anh Minh Giang cho ý kiến cũng như là anh có thể cho biết được là trong cái ngữ cảnh nào mà nó xảy ra cái chuyện này. Tôi thấy là hiện giờ đang tranh cãi nhau quyết liệt nhau nhất á, nó có gay gắt á, là ở cái chỗ là so với cái luật cũ thì cái luật mới này nó có thêm một cái điều khoản, cái khoản 3 của điều 19 á, là gắn thêm cái chỗ là luật sư phải có cái trách nhiệm chịu trách nhiệm hình sự nếu mà không có tố giác coi như là thân chủ của mình. Thì cái điều này là trước đây á thì nó không có, thì tự nhiên trong cái dự thảo mới này thì người ta lại đưa nó vào. Trước đây thì cái điều tội mà không tố giác tội phạm nó chỉ có cũng có 3 khoản, nhưng mà thật ra những 2 khoản đầu người ta đã ghi là người nào, giống như anh Sơn mới vừa nói, thì người nào nó đã bao gồm tất cả rồi, trong đó cũng không ngoại trừ trường hợp luật sư. Thì bây giờ lại nhấn mạnh thêm một chỗ là luật sư phải chịu trách nhiệm, thì tôi cho rằng nó mang cái chất nó hơi kỳ thị một chút, nó hơi chỉ định thẳng vô, giống như để có cái roi mà nó kế bên một cái vị luật sư, coi như mày mà làm không khéo sẽ bị như thế này. Thì cái chuyện này tôi thấy nó không cần thiết. Cái điều khoản 3 này tôi thấy nó gần như là mang cái chất
răng đe nhiều hơn, mang tính dọa dẫm nhiều hơn, chứ thực tế đó nó không có khách quan giống như là cái điều luật cũ. Tại vì điều luật cũ anh đã ghi người nào rồi, trong trường hợp nào đó anh phải tố cáo tố giác, còn trường hợp là không tố giác nó đã có quy định sẵn sàng. Với cái điều luật cũ nó có một cái khoảng 3 là trong trường hợp mà cái người mà không tố giác á, người ta không tố giác nhưng mà người ta đã có hành vi ngăn chặn hoặc người ta cố tình ta làm giảm nhẹ cái tác hại đó, thì có trường hợp anh phải được miễn trách nhiệm hình sự cho người ta, hoặc là anh giảm cái hình phạt, miễn giảm hình phạt luôn. Nhưng mà khi dự thảo mới thì anh lại không đưa cái điều khoản đó vô, tức nghĩa là gần như là chỉ biết buộc tội không có buộc dỡ tội trong cái điều khoản này. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mình nói về vấn đề mà miễn giảm tội phạm thì phải xét lại cái nguyên tắc pháp luật của pháp luật Việt Nam. Thì pháp luật Việt Nam là sao? Luật Việt Nam nó khác với các luật Mỹ, khác với các luật Tây, là luật Việt Nam nó nhận định sao? Xét xử hình sự của mình là xử coi như là đúng người, đúng tội và coi như là không bỏ lọt tội phạm. Vừa xử đúng tội vừa không bỏ lọt tội phạm. Có chuyện giống như luật rất là thành thánh, nó không có không có giống như nước Mỹ. Nước Mỹ tại nó là thà là có thể lọt đúng không? Không có xử quan người ta, có thể bỏ lọt tội nhưng mà người ta đảm bảo không xử quan. Còn Việt Nam anh tránh sự quan xa nhưng mà anh lại không bỏ lọt tội, giống như là thẩm phán là luật hình sự là phải như vậy. Còn luật sư, nhưng mà luật sư bảo vệ thân chủ nhưng mà lại đảm bảo pháp chế, tức nghĩa là sao? Anh phải thực hiện đúng pháp luật, anh phải là tìm hiểu rõ về cái nguyên nhân cái hậu quả, phải soi sáng được cái vụ án nó như thế nào, tức là làm rõ cái tính minh bạch của nó, tức là anh tìm hiểu sự thật. Chứ anh không có được quyền giấu giếm hoặc là mình cố tình làm những cái này khác để mà che giấu những cái tội phạm. Tức là cái nguyên tắc pháp luật của Việt Nam là như thế. Mình muốn sửa đổi mà tận gốc phải sửa đổi về cái nguyên tắc. Tức là chấp nhận cho trường hợp quan sai, đúng không? Cho trường hợp ví dụ như bỏ lọt tội nhưng mà đảm bảo là không xử quan. Có như vậy đó thì pháp luật nó mới khoa học là được. Sẽ tham khảo với luật sư Huỳnh Tuấn Kiệt liên quan tới luật Mỹ để có thể có một cái đối chiếu. Tuy nhiên muốn hỏi tiếp với lại luật sư Nguyễn Thành Sơn, mà cái dự thảo mà muốn luật sư tố cáo tội phạm đó thì dường như cũng có những cái lý lẽ thuận cho cái điều đó, nói rằng dù là luật sư đi nữa cũng là công dân, mà đã là công dân thì phải tố cáo tội phạm đã hoặc là sẽ xảy ra, nếu không thì nó hại cho xã hội. Thì luật sư thấy cái lý lẽ đó có nó như thế nào ạ? Nếu có thể nói về cái nghĩa rộng thì đối với đã là luật sư trước hết là một công dân. Là một công dân thì trong cái bộ luật hình sự đã quy định người nào, như anh Giang đã nói, anh Minh Giang nói, tức là người nào không tố giác tội phạm thì coi như phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Như vậy đôi thì không có thể trường hợp ngoại trừ là luật sư, bác sĩ, nhà báo hay bất cứ một ai khi có thấy có tội phạm xảy ra, mà thấy tội phạm xảy ra sắp sẽ còn tội phạm có thể phân biệt là tội phạm phạm tội như đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, nhà những tội phạm cấu thành hình thức hoặc tội phạm cấu thành vật chất thì đều phải tố cáo, thì đã không bỏ lọt cái không có đặc quyền cho đối với luật sư. Nhưng mà như thế sao, kể cả luật sư cũng không được cái đặc quyền là khi biết được rằng người đó đã phạm tội hoặc là sẽ phạm tội mà mang tính gọi là an ninh quốc gia, xâm phạm an ninh quốc gia hoặc là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì luật sư phải tố cáo. Thì tôi thấy cái chuyện này thì như tôi nói đó là nó trở lại cái nguyên tắc của pháp luật. Tức là pháp luật của Việt Nam nó như vậy, tức là nó bắt buộc người ta là phải người nào cũng phải bảo vệ cái pháp chế. Pháp chế là gì? Là anh phải đảm bảo cái tính thực thi của pháp luật, tức là pháp luật nó phải đúng như vậy thôi. Bây giờ ai cũng phải có nghĩa vụ, và trong dựa ông thẩm phán cũng là bảo vệ pháp chế thì luật sư cũng phải như vậy thôi. Thì theo cái cách vậy, nhưng mà theo ý của tôi đó thì tôi cảm thấy rằng á là như thế là nó không có phù hợp theo cái bản năng của con người. Mình đi vào cái bản chất của con người thì mình thấy rằng á cái con người không thể có người nào toàn diện được hết. Với cái nghề nghiệp người ta mình phải có cái sự tôn trọng. Thí dụ như nói giống như ông cha đi. Ông cha thì giống như tôi biết là ở bên Mỹ người ta có thể là người ta chấp nhận cho ông cha trong cái trường hợp là những cái trường hợp xưng tội hoặc là cái gì đó mà người ta thố lộ những cái tội lỗi người ta làm thì cái chuyện đó ông cha không có bắt buộc phải làm. Không biết ông Kiệt có phải đúng luật Mỹ như thế không, nhưng mà ở bên Việt Nam thì tôi biết cái chuyện không có. Tức như là nếu như bất cứ người nào mà biết được cái tội phạm đã đang và sẽ xảy ra thì
phải có trách nhiệm báo cáo đối với những cái tội đặc biệt nghiêm trọng và tội xâm các cái tội xâm phạm an ninh quốc gia. Thì tôi nghĩ là luật sư, theo cái suy nghĩ của tôi thì luật sư nên cho luật sư được có cái quyền đó, giống như ông cha cũng phải có được cái quyền đó, để mà trong cái trường hợp, tại vì nó thuộc về, nó ảnh hưởng tới nguyên tắc nghề nghiệp của người ta hoặc là nguyên tắc về cái đạo giáo của người ta. Bởi vì nếu mà ông cha mà không cho như vậy thì người ta sẽ đến, người ta không, sao không, nó không nói thật, người ta sẽ xưng tội, người ta phải nói thật chứ. Ừ. Nói thật mà gì mà ông cha thì bây giờ nó có cái bức rèm thì ông cha, nguyên tắc ông cha cũng không có biết là cái người đó là mặt mũi sao. Tức nghĩa là qua cái bức rèm người ta xưng tội thì cái người đó người ta chỉ xưng cho coi như là xóa tội trong cái trường hợp đó thôi. Thì đối với luật sư cũng vậy, thì khách hàng của mình vô quá trình làm việc nó có cái tính đặc thù về cái nghề nghiệp, cho nên là nhiều khi người ta qua quá trình làm việc người ta biết được những cái sự gì đó do cái thân chủ người ta tâm tình, thì cái đó cũng không nên buộc người ta phải như vậy. Cho thì có nghĩa là cái dự luật này đưa ra, có nghĩa là hiện nay chưa có dự luật này, có nghĩa là hiện nay các luật sư ở Việt Nam được quyền không tố cáo thân chủ dù bất cứ là đúng tội gì. Đúng. Anh nói luật hiện hành hả? Hiện hành. Luật hiện hành, tôi nói thêm, nói rõ tí. Luật hiện hành quy định rằng, tức là có tội phạm, người nào biết có tội phạm xảy ra thì mà không tố giác thì coi như là vì là phải chịu trách nhiệm pháp luật. Nhưng mà đây cái khoản 3 điều 19 dự thảo này nó nói rõ rằng là luật sư người bào chữa, tức là cái mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng, luật sư và người và người bào chữa và khách hàng, thì ở đây là nó như vậy, nó mới có như vừa rồi nó có một số cái làn dư luận rồi. Chẳng hạn như một là con chiên đi xưng tội thì cha lại đi tố cáo, rồi ngược lại là luật sư đi tố cáo thân chủ thì như là gọi là nuôi ong tay áo, hoặc là luật sư là phản chủ. Nhưng một số các luật sư gay gắt đã đăng đàn. Nhưng mà theo tôi nghĩ là cái điều khoản 3 điều 19 này đối với luật sư thì nó đã vi phạm, nó đã không phù hợp với cái bộ luật tố tụng hình sự 2015 mà Quốc hội mới thông qua trong kỳ họp Quốc hội khóa 13 vừa qua. Bây giờ chúng ta hãy nghe luật sư Huỳnh Tuấn Kiệt để có thể là gọi là tham khảo. Dĩ nhiên là Việt Nam và Mỹ thì mỗi nơi có một cái khung hình sự, khung luật khác nhau, nhưng mà đây mang tính chất trao đổi và tham khảo. Cái quyền của luật sư không tố cáo thân chủ ở Mỹ như thế nào thưa luật sư Kiệt? Khi mà mình nghe luật sư Sơn và anh Minh nói chuyện đi đó, thì mình nhận thấy là có khác biệt, và cái sự khác biệt này đôi khi nó đến từ cái hệ thống. Tại vì ở Mỹ đây đó, cái hệ thống luật ở Mỹ đây nó gọi là cái adversarial system, là mình đấu với nhau, mình đối chọi với nhau. Bò chỉ là ở giữa làm cái người trọng tài thôi, coi về hệ thống, coi về luật về bằng chứng này được đưa vào hay không, bằng chứng này được quyền phép, được phép hỏi câu hỏi này hay không. Đó là hệ thống đối chọi với nhau, hay là adversarial system. Và khi mà nói về trách nhiệm đó, khi tôi nghe cái câu nói về trách nhiệm phải tố giác thân chủ của mình đó, nó trái ngược hẳn với cái hệ thống bên đây. Bên đây người luật sư có trách nhiệm phải bảo mật những cái chuyện mật của thân chủ của mình. Rồi ngoài cái trách nhiệm bảo mật ra, nó có hai cái khác nữa cũng gần tương tự như vậy. Người ta nghĩ chỉ là có một cái thôi. Cái trách nhiệm bảo mật đó, nó gọi là cái duty of confidentiality, giữ mật tất cả những cái thông tin của thân chủ của mình. Còn lại thêm có một cái khác đó, nó gọi là cái attorney-client privilege, có nghĩa là cái đặc quyền giữa thân chủ lại luật sư. Cái đặc quyền đó là sao? Khi nãy mình nói cái chuyện bảo mật đó là mình giữ mật. Cái đặc quyền đấy đó là khi mà một cái cơ quan nào, một chánh quyền nào, hay là ngay cả trong một cái vụ kiện dân sự đi, đối phương đó bắt mình phải giao cái này cái kia ra đó. Nhưng mà đây là những cái chuyện của thân chủ của tôi, tiết lộ cho tôi biết trong khi tôi là để họ được cái sự cố vấn của tôi, thì không có ai có quyền buộc tôi với tư cách luật sư đây phải khai nó ra, trừ có những cái trường hợp rất là hiếm thôi. Cái đó đó, cái chữ tiếng Anh nó gọi compel disclosure, có nghĩa là buộc phải tiết lộ ra. Do đó cái này giống như là một cái chắn vậy đó, khi người ta đánh mình đỡ thôi, chứ không phải đem ra để mình giống như là một cái thương mình đem ra mình đâm người ta. Ok, rồi lại có một cái phần khác nữa đó, là nó gọi là cái attorney work product, là một cái sản phẩm của luật sư. Thí dụ anh đến, anh đưa tôi những cái vụ kiện rồi cố vấn cho anh, thì tôi viết những cái gì ra, cái sản phẩm của tôi đó, người ta không có thể bắt tôi phải giao cái đó ra được. Nó có ba cái chuyện đó. Do đó trở lại cái vấn đề mà nó là
luật sư có, ở Việt Nam cũng nói là luật sư có trách nhiệm phải tố giác thân chủ của mình trong những cái trường hợp và phạm tội nghiêm trọng và những cái việc mà liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia. Tôi thấy nó trái ngược hẳn với cái hệ thống ở bên đây, tại vì luật sư có nhiệm vụ bảo mật và người ta không có thể buộc tôi phải giao ra, và khi người ta buộc tôi giao ra đó là cái quyền đó là quyền của thân chủ của tôi không có được quyền tiết lộ, tôi chỉ nói là đó là quyền thân chủ của tôi sẽ đưa ra thay mặt thân chủ của tôi ra, dầu thân chủ tôi lúc đó có mặt hay không, tôi đưa ra cái quyền, cái đặc quyền của thân chủ của tôi. Nhưng rồi mà... sau đó đó tòa nếu người ta muốn, người ta có thể xin tòa bắt tôi phải giao ra hay không, thì có một, sẽ có một cái phiên tòa sẽ trình bày chỉ riêng cho quan tòa nghe, nó gọi là in camera, là trong cái phòng riêng để họ coi cái đó, rồi họ xét coi có cần phải giao ra hay không. Mà khi mà ngay cả tiết lộ đi nữa đó, bắt buộc phải tiết lộ đến mức độ nào thôi, chứ không phải chuyện gì cũng phải kể. Nhưng mà chúng ta nên chú ý ở đây là không nói về những cái tội thông thường mà nói về các tội xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Ở Mỹ đây đó thì cái gì cũng vậy, không có gì tuyệt đối hết á. Cái đặc quyền nào nó cũng không có tuyệt đối. Thì ở đây nó có những cái trường hợp ngoại lệ. Mà cái này nó đã có quy ra, đã có nên gọi tiếng Việt mình nói là tiếng Anh nó gọi là codify, tiếng Việt mình nói là điển pháp hóa đó, ghi ra thành văn luôn. Là có những cái trường hợp ngoại lệ, thì cái trường hợp ngoại lệ mà thường được biết nhất đó, tiếng Anh nó gọi là crime fraud exception, là khi mà có những cái chuyện mà nó sẽ đang diễn ra một cái tội phạm nghiêm trọng, có thể nó nghiêm trọng thì giống Việt Nam, cái tội phạm mà có thể gây ra thương tích trầm trọng cho một cái người hay là thiệt mạng cho người đó, hoặc là một cái vụ lường gạt, những cái chuyện liên quan tới khủng bố đá lường gạt mà nó vẫn tiếp diễn đó, thì nó sẽ xảy ra, chứ không nói về quá khứ nha. Quá khứ là bài vòng phải bảo mật hết. Thí dụ người thân chủ đến gặp tôi kể là anh đã làm những chuyện này hết, phạm pháp đủ thứ chuyện, giết người vậy đó, tôi phải giữ mật tất cả cái chuyện đó hết, và không có ai có quyền buộc tôi phải khai cái đó ra, tại nếu khai ra tôi chỉ nói là đây là cái đặc quyền giữa thân chủ và luật sư, thì người ta không có thể buộc tôi được. Có hai cái trường hợp ngoài lại, tôi giống nói thay vì người ta đến, người ta kể cho tôi là người ta tư vấn, xin tư vấn, người ta xin tư vấn, ok, nếu mà tôi sẽ làm việc bây giờ đi, mình ra đó, thì rồi chứng khoán mình ra, mình ăn cắp thông tin, mình làm cái này cái kia, rồi cách nào để mình lẩn tránh được đó, thì cái đó nó on go, nó vẫn tiếp diễn đó, thì cái đó thì tôi có thể thôi, chứ không phải bị buộc, có thể thôi, nếu tôi muốn tôi có thể tiết lộ đến một cái mức độ vừa đủ để ngăn chặn người đó. Nhưng mà ngay cả trước khi tiết lộ đó, luật buộc tôi, cái quy tắc của nghề nghiệp luật sư đó, đạo đức luật sư đó, bắt tôi phải cố vấn cho người đó, khuyên người đó đừng có làm những cái chuyện đó, rồi nếu mà người đó vẫn tiếp tục làm đó, thì cái chọn lựa của tôi đó là một là rút lui lại không có đại diện cho người đó nữa, là withdraw my representation, là không có đại diện cho người đó nữa, chứ không có thể cố vấn cho người ta phạm pháp được. Khi bị buộc đó thì có thể tiết lộ, nhưng mà không cần phải tiết lộ, tôi có thể là nó nói tao không tiết lộ, rồi tòa buộc thì tôi mới tiết lộ thôi. Anh đưa cái trường hợp về vấn đề mà chứng khoán là chuyện có thể gọi là không nghiêm trọng, bây giờ mình đặt một cái trường hợp trên mặt lý thuyết đi. Không nghiêm trọng, nhưng mà cả mấy trăm triệu thì nó rất là nghiêm trọng. Thí dụ như mình đặt một cái trường hợp là nghiêm trọng hơn nữa, ở Mỹ này chúng ta dạo gần đây chúng ta nghe nói tới những cái vấn đề mà mọi người đều quan tâm, đó là vấn đề khủng bố. Thí dụ một người nào đó tới tham khảo với luật sư Huỳnh Tuấn Kiệt rằng người ta sẽ làm một cái điều khủng bố ở phi trường vào ngày mai, và nói với luật sư Kiệt để mà có thể tham khảo việc đó nó sẽ ảnh hưởng tới người ta như thế nào. Luật sư Kiệt đã biết được là ngày mai người ta sẽ làm. Luật sư Kiệt có bắt buộc phải tố cáo cái điều đó hay không? Và nếu không, mà chuyện đó ngày mai nó xảy ra đúng như vậy, luật sư Kiệt có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hay không? Theo luật ở Mỹ nó có nhiều yếu tố trong đó. Nếu mà mình biết gần như là chắc chắn người đó sẽ làm, tại vì dựa trên những cái gì người đó nói, mình có thể đánh giá là thật hay không. Một cái thằng điên nó đến nó nói với mình, nó nói lọn sai ngầu hết á, những cái người đó mình nghe thì mình biết là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nếu mà người ta đã cho mình thấy nghiêm chứng toán làm sao đưa bản đồ ra, vẽ họ có vũ khí, hay họ đã chế tạo những cái gì, họ cho mình coi một cuộn băng, họ đã thử nghiệm bơm bấm nổ làm sao từ xa gì đó, phải không? Thì những cái đó nó, những cái yếu tố đó cho thấy là nó là thật sự nó sẽ xảy ra, nó có cơ hội gần như là nó sẽ xảy ra. Thì như vậy đó, thì theo cái quy tắc về đạo đức nghề nghiệp đó,
mình có thể tiết lộ, có thể thôi, có thể là trường hợp không phải bị buộc nha, có thể thôi. Nhưng mà nó lại khuyên đó, khi mình làm cái việc đó mình phải cân nhắc những cái chuyện khác nữa. Tại vì đó mình có thể tiết lộ thì mình lại vi phạm cái việc bảo mật dưới thân chủ của mình. Ok, không ai buộc mình hết để làm sự mình đi tiết lộ thì nó lại vi phạm những cái đó. Rồi tại vì trong cái quy tắc của luật sư đoàn của Cali đây đó, nếu mà mình vi phạm những cái đó mình có thể bị khiển trách, mình có thể bị xử, bị khiển trách thì nó quá nhẹ đi, nó gọi là bị discipline rồi, kỷ luật. Luật sư đoàn có thể kỷ luật của mình, thân chủ của mình nó phải kiện mình, có rất là nhiều cái chuyện do đó đó. Nhưng mà những cái chuyện thật là nghiêm trọng mà có thể giống như tôi nói hồi nãy là có thể gây ra thương tích nghiêm trọng cho cơ thể của một người hay là thiệt mạng đó, thì mình có thể tiết lộ nhưng mà không có phải bị buộc phải tiết lộ. Nó khác nếu ở vậy, Việt Nam là có trách nhiệm phải tiết lộ. Nếu vậy là có thể tiết lộ thì có nghĩa là có thể không tiết lộ. Mà nếu không tiết lộ thì cái việc đó ngày hôm sau nó xảy ra thì người luật sư đã biết mà không báo như vậy cho nhà chức trách đó, thì người luật sư có bị truy tố hay không? Không. Ở đây đó nó không có bắt luật sư phải đi tiết lộ những cái đó, có thể tiết lộ để ngăn chặn những cái việc đó thôi. Tiết lộ đủ đến mức độ để ngăn chặn, để ráng bảo vệ thân chủ của mình, để không có bị bắt, hay là nếu có phải bị bắt thì phải bị bắt thôi. Nhưng mà đây không có phải là trắng đen, nó rõ ràng. Nó nói mình tiết lộ đến cái mức độ nào mà để có thể ngăn chặn được cái việc đó xảy ra rồi ngưng, chứ không có phải đi tới luôn, phải không? Do đó có thể tiết lộ thì theo tôi nghĩ thôi, nếu mà như vậy thì mình tiết lộ, có thể tiết lộ sẽ có cái này, nhưng mà có thể không có nói tên thân chủ của mình hay gì đó để nó có điều tra được hay không. Rồi tới giờ phút cuối có thể là không thấy ai làm gì được gì hết thì lại tiết lộ thêm nữa hay làm sao. Nhưng mà phải, nó nói là mình trước tiên đó phải cố vấn cho thân chủ của mình, khuyên thân chủ của mình là không có làm cái điều đó. Rồi khi mà biết chắc chắn không có thể được nữa rồi đó, mà biết chuyện nó xảy ra thì có thể thôi chứ không phải bị buộc. Nhưng mà có vấn đề là nếu mà chuyện đó đã không ngăn chặn được và đã xảy ra thì người luật sư có phải chịu trách nhiệm? Người luật sư không có trách nhiệm để đi tố cái người thân chủ của mình, và cũng không có nói được làm cái chuyện đó. Tại vì cái nguyên tắc là như vậy, cái lý do cho cái việc đó là để cho thân chủ có thể đến gặp luật sư, niềm tin, để tin, để có thể vững tin trên luật sư được là những cái gì họ chia sẻ với mình để được cái sự cố vấn của mình đó, thì họ chia sẻ đầy đủ. Khi mà muốn có một cái sự cố vấn đúng đắn đó thì người ta phải tiết lộ, mình phải biết hết tất cả những cái dữ kiện để mình mới cố vấn được. Tại vì nếu có những cái phần người ta mắc cỡ hay là những cái gì người ta muốn giấu không có lợi người ta giấu đó, thì mình cố vấn thường thường là nó sai bét ha. Do đó đó, cái tiếng Anh nó gọi là cái public policy rationale đó, là cái lý do cho cái chính sách đó là để khuyến khích cái người thân chủ chia sẻ toàn bộ, thẳng thắn toàn bộ tất cả những cái thông tin cho luật sư để luật sư có thể đưa ra cái lời khai. Xin hỏi luật sư Kiệt thêm một cái trường hợp cố vấn với sân hội. Xin hỏi một luật sư Kiệt thêm một trường hợp mang tính lý thuyết nữa, hy vọng nó sẽ không bao giờ xảy ra với anh. Một người khủng bố đang bị truy nã nhưng mà họ tìm tới anh và họ khai với anh là tôi đang bị vậy, anh cho tôi những cái cố vấn pháp lý như thế nào. Thì họ đang bị FBI truy nã và luật sư biết được cái điều đó một cách rõ ràng, tại vì thấy trên TV rõ ràng hết rồi. Vậy thì lúc đó luật sư Kiệt có phải báo cho để người đó bị bắt hay không? Thưa công an, Ash thì có những cái án lệ trong này, hoặc là có những cái tiếng là nó gọi là advisory opinion của luật sư đoàn. Họ đưa ra những cái trường hợp như vậy. Thì mình khi một người mà đang đào tẩu đó, hay là đang trốn tránh pháp luật đó, họ với cái tội nghiêm trọng, cả cái tội nghiêm trọng này nữa, họ đến được cái sự cố vấn của mình đó, mình có thể cố vấn cho họ. Nếu mà họ muốn, có thể là mình sẽ cho họ những cái chọn lựa hay là cố vấn cho họ, mình không cần phải báo là họ ở đâu. Nhưng mà có một cái người luật sư bị kẹt là mình có thể cố vấn cho họ, mình không cần phải báo, nhưng mà mình không có, tiếng Anh gọi là harbor họ, là mình không có chứa chấp họ. Ok, nếu mình chứa chấp là mình tham gia vô một cái hành vi phạm pháp, mình có thể cố vấn cho họ đi nộp mạng hay không đi nộp mạng, hay là phải làm sao cái tìm cách thương lượng giữa luật sư với bên kia, nếu mà thân chủ của tôi nộp mạng đi nữa đó thì hình phạt sẽ bớt xuống, hay làm sao không bị truy tố tội này tội kia. Ok, cho các anh đỡ phải đi kiếm, chưa chắc kiếm được. Nhưng mà không có chứa chấp người đó được, không có thể chứa chấp đây người ta nghĩ là phải cho ở đâu,
có thể là mình không có thể cho tiền người đó, như nào để giúp người đó sức, giúp sức hay là liên lạc với ai để giúp cho người đó để người đó đào tạo tiếp, nhưng mà mình có thể cố vấn được. Những không chứa chấp nhưng mà không phải cố vấn để phạm pháp tiếp tục, mà cố vấn tại vì mình không có thể ra nói hay thân chủ tôi đi bắt vô, vậy là ai cần luật sư như vậy thì tôi nghĩ không nên cần, không nên có luật sư như vậy. Ở Việt Nam thì tôi không biết, nhưng ở Mỹ thì nếu mà làm như vậy là có thể luật sư đoàn họ xuống họ kẻ đầu mình nữa, phải không? Đấy, khoản 3 điều 19 hiện nay đang đẩy luật sư vào cái thế, tức là khi thân chủ, khi khách hàng đến nói với mình là tôi phạm tội như này và tội đặc biệt nghiêm trọng và tội xâm phạm an ninh quốc gia, thì ngay lập tức trong đầu luật sư phải nghĩ ngay người này có phạm tội thật hay không, và người này mình có nghĩa vụ phải báo cáo, phải báo ngay cho các cơ quan tố tụng để vậy, cho đảm bảo cho cái đáp đúng cái khoản 3 điều 19 là phải trách nhiệm luật sư phải tố cáo. Thì như vậy là mình là một cái, thay vì cái vai trò của mình là luật sư biện hộ hay luật sư tư vấn, mình còn là luật sư điều tra viên với công tố viên rồi. À, trong cái khoản 3 điều 19 mình với giới hạn là trong phạm vi là phạm tội, tức là có tội phạm xảy ra và khi được khách hàng đến với luật sư, thân chủ đến với luật sư nói về cái tội phạm đấy thì luật và là tội đây là đã xác định rồi, tội đặc biệt nghiêm trọng, tội xâm phạm an ninh quốc gia, thì coi như là phải đi báo với các cơ quan. Như vậy thì ở góc độ mà luật sư ở trong nước đó thì luật sư Sơn thấy rằng những cái ví dụ đó mà luật sư Kiệt đã giải thích đó, nó có quá đáng hay không trong cái tình trạng luật của Việt Nam? Không, đối với luật của Việt Nam thì trước hết nói để trở thành một luật sư, tôi nói là phải qua quá trình đào tạo đại học luật, rồi phải một năm học tại Học viện Tư pháp, trường đào tạo có chức danh tư pháp. Trong những cái giáo trình đào tạo luật sư thì nó có một cái bài đầu tiên là nghề luật và luật sư và nghề luật. Và cái bài đấy là có bài đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp đã luôn luôn quy định là phải giữ, trong đó có giữ bí mật cho thân chủ. Và cái giữ bí mật đã được cụ thể hóa trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Điều 73. Trong bất cứ trường hợp nào? Không, là phải giữ bí mật cho thân chủ. Thì vì vậy tôi mới nói là phần đầu đấy, mâu thuẫn giữa luật tố tụng hình sự và Bộ Luật Hình Sự. Một cái là phải tố giác tội phạm. Thứ hai, đối với của thân chủ mình. Thứ hai là phải giữ bí mật. Thế cái bí mật ở đây là gì? Là những cái yêu cầu của khách hàng đối với mình. Trước hết như là luật sư Kiệt nói, tức là để mà tư vấn tốt, để mà bào chữa tốt, để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tốt, trước hết là phải biết sự việc xảy ra. Đầu tiên người luật sư tiếp xúc khách hàng, cái quan trọng đầu tiên là phải tìm hiểu, động viên chia sẻ đối với thân chủ, và đồng thời nắm bắt toàn bộ sự việc thì mới tìm ra được những phương án bào chữa. Thế mà bây giờ vừa thấy ông kể chuyện trong cái tâm sự đi, để phạm tội như thế nào, vì sao phạm như thế, thì bắt đầu là nghĩ ngay chuyện đổi nặng quá nặng, phải đi báo cáo ngay các cơ quan chức năng, ngay bắt ngay ông thân chủ. Thì thứ nhất là quyền lợi mình cũng không được đảm bảo, mà quyền lợi thân chủ cũng không đảm bảo, mà luật sư như thế thì chắc là như luật sư Kiệt nói, luật sư thế thì chả có thân chủ nào đến nó thuê. Mà theo luật sư nghĩ là có thể nó còn đã tạo ra một cái tình huống khác nữa, là người luật sư trở thành một cái người có thể là có quyền, là có quyền sinh sát trong tay và có quyền tống gọi là tống tiền cái người thân chủ của mình trong trường hợp cái đây là một cái dữ liệu thôi mình có thể đặt ra. Chẳng hạn như bây giờ tôi pháp luật cho tôi có quyền là, tức là một cái vụ là tôi phải tố cáo, và khi tôi là người thân chủ đến với tôi chứ không phải đến với mọi người, đến với luật sư để tư vấn, đến với luật sư để xin nhận một cái dịch vụ pháp lý, thì quá trình trao đổi như vậy, tìm hiểu vụ việc thì tôi biết được thân chủ của tôi phạm tội, như với tư cách luật sư đúng không, thì pháp luật quy định là phải tố cáo, vậy tôi sẽ phải tố cáo, không tố cáo tôi vi phạm pháp luật, tôi không hoàn thành, và gọi là chẳng có ai muốn luật sư như thế. Nhưng ngược lại, chẳng hạn tôi là luật sư không có phẩm chất, không có đạo đức nghề nghiệp, và cái tính vụ lợi rất cao, tiêu cực, tôi có thể tôi không tố cáo mà tôi còn dọa thân chủ tôi. Đấy, trường hợp dọa thân chủ, bây giờ sự việc của ông là đặc biệt nghiêm trọng, ông phải 10 năm, 20 năm tù hoặc là chung thân tử hình, ông phải nộp cho tôi một số tiền như thế, thì tôi giữ im lặng cho ông, thì lại gây ra một cái coi như là tự yên trao cho luật sư một cái từ nghĩa vụ trở thành một cái quyền là quyền khống chế thân chủ, như thế tôi thấy cũng không nên. Nên vậy luật giới luật hiện nay cũng, nhưng mà nói về tính tiêu cực
tinh tích cực thì hiện nay là để không, như anh Giang nói, anh Minh Giang nói, không để bỏ lọt tội phạm, nhưng mà không làm oan người vô tội, nhưng ngược lại cái chức năng thiên chức của luật sư là bảo vệ thân chủ, là đầu tiên bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của thân chủ, kèm theo trong đó cái quan trọng nhất là bí mật của khách hàng. Thế điều 73 đã nhưng mà theo cái dự luật sửa đổi, sẽ được sửa đổi mới này đó, thì thí dụ đi một người đến gặp luật sư nói là tôi mới giết 3-4 người vậy đó, sát người này tôi bỏ chỗ này, sát hai người kia tôi thảy chỗ kia, và cái vật mà để tôi dùng để gây án đó tôi đang cất nó ở đây. Vậy thì theo cái dự luật này đó, cái người luật sư có phải đi báo cho nếu mà theo báo phần... nói là hey, thân chủ của tôi đã giết 3 người, sát này nằm ở đây, 2 sát kia nằm ở kia. Đấy, theo cái khoản 3 điều 19 thì luật sư phải đi tố cáo. Dạ, và nếu mà nói từ trường hợp thứ hai, đấy là tính tích cực theo pháp luật quy định. Nhưng mà còn nếu không mà... tích cực thì tôi là người tống tiền chính thân chủ. Vậy thì nếu trong thời điểm hiện nay là khi chưa có dự luật này thì các luật sư Việt Nam không bị tội nếu không phải tố cáo các trường hợp đó. Không vẫn bị, có một điều luật đã quy định người nào, tôi đã nói như anh Minh Giang nói, người nào, tức là không loại trừ luật sư, tất cả người nào khi phát hiện có tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm và tội đặc biệt nghiêm trọng thì phải, à không, người nào phát hiện ra tội phạm thì đều phải tố cáo hết. Thế còn trừ những trường hợp như chẳng hạn cha mẹ, anh chị em ruột thịt thì không phải tố cáo các tội phạm, trừ tội xâm phạm an ninh quốc gia và đặc biệt nghiêm trọng. Anh hiểu không? Tất cả tội nhẹ đó thì những tội thì bất cứ người nào phát hiện ra tội phạm, kể cả luật sư, kể cả luật, trong đó có cả luật sư, đều phải tố cáo. Như vậy thì theo luật hiện hành hiện nhưng mà đấy là luật sư đấy đã là phải đấy làm rồi, đã phải làm, nhưng không, này không đã khẳng định, nhưng mà không phải đối với thân chủ, không phải đối với người bào chữa, đối với khách hàng, mà đây là người nào với người nào, tức là chủ thể là công dân Việt Nam mà phát hiện ra có tội phạm thì coi như phải tố giác, trách nhiệm phải tố giác. Còn đây người ta muốn đi sâu hơn khoản 3 điều 9 điều 19 là thân nhấn mạnh tố luật sư, tức là người bào chữa đi tố cáo hành vi phạm tội của khách hàng mình. Ở đây muốn nói là cái mối quan hệ nó là chủ thể đặc biệt, chủ thể rồi, hai chủ thể đặc biệt, một cái là khách hàng, một cái là người bào chữa, hoặc là nói đây là những cái khoản mà đã xảy ra rồi vẫn phải tố cáo. À, nó khác hẳn với luật ở đây, khác hẳn với quy tắc về đạo đức nghề nghiệp. Dường như là luật sư Kiệt cũng chăn trở. Có xem qua các diễn đàn luật sư ở Việt Nam và anh cũng có nghe một những cái lý lẽ của các luật sư hoặc là những người mà quan tâm tới luật pháp ở Việt Nam. Anh có nghe những cái lý lẽ nào mà thuận với lại cái dự luật này không? Tôi thấy có một người họ viết thì họ nói là ở Mỹ hay ở Anh đó cũng có những cái trường hợp như nào phải báo, nhưng mà cái người đó khi tôi đọc thì tôi nghĩ là cái người đó có thể khi họ đọc tiếng Anh hay là họ không có hiểu cái hệ thống ở đây, họ nói sai. Họ cũng đề cập tới cái mà tôi nói là cái đặc quyền giữa luật sư với thân chủ đó, attorney client privilege, thì họ nói, họ lộn nó qua cái phần confidentiality, nó cũng có cái chen điểm với nhau, do đó cũng dễ lộn thì không nói. Nhưng mà đó họ không có hiểu là cái phần đó là chỉ khi bị buộc đó ra, mình trước hết mình phải chống lại, cái khi người ta muốn bắt mình phải giao ra, mình phải chống lại trước, rồi sau đó mình giao ra hay không. Tại vì đó là cái đặc quyền của cái attorney client privilege, cái đặc quyền nó của ai, của thân luật sư hay của thân chủ, không phải của luật sư, của thân chủ chứ không phải là của luật sư. Khi mà cái đặc quyền của thân chủ thì luật sư không có được quyền khước từ hay từ bỏ đi, hay bỏ, tiếng Anh nó gọi là waive, một cái đặc quyền của thân chủ của mình. Mình có nhiệm vụ phải ra, ít nhất mình phải làm một cái điều gì tối thiểu, không cần phải làm nó, tiếng Anh nó gọi là Herculean effort, là làm dữ lên để bảo vệ nó, nhưng mà cũng làm đủ để cho ít nhất là có một cái việc để tòa quyết định hay là một cái cơ quan nào đó quyết định coi có phải buộc mình giao ra hay không, chứ không phải là hỏi đến cái mình giao ra liền, phải không? Bây giờ tôi đi thêm một sâu một chút, chẳng hạn như đối với pháp luật Việt Nam bây giờ, dù rằng cái điều khoản 3 điều 19 chưa thông qua, nhưng mà đa số dư luận của giới luật sư nói riêng và đối với toàn nhiều tầng lớp trong xã hội cũng có những cái phát biểu đăng đàn hoặc là ý kiến rất tích cực về vấn đề xây dựng bộ luật hình sự sửa đổi này là không nên thông qua cái điều khoản 3 điều 19. Thế vì sao tôi nói đã phân tích ở trên? Thứ nhất là nó không phù hợp với đạo đức
nghề nghiệp luật sư. Nghề nghiệp luật sư là nghề nghiệp đặc thù, đạo đức luật sư là giữ kín. Cái nguyên tắc quan trọng nhất là giữ kín quyền bí mật của thân chủ. Đấy là nó và vi phạm chính cái bộ luật tố tụng hình sự. Nếu nhưng mà có cái lý lẽ rõ ràng cũng không thể nào bỏ qua được rằng là dù là đặc quyền của luật sư như thế nào đi nữa, vấn đề an ninh quốc gia, vấn đề an toàn của mọi người là cái điều quan trọng. Nếu mà vì cái đặc quyền của luật sư thân chủ mà ảnh hưởng thực sự tới an ninh quốc gia thì luật sư cũng phải chịu trách nhiệm không? Không bỏ qua cái quyền đó hay sao? Thưa anh Lân Vũ, cái này nó đã được quy định ở cái một điều khoản rồi, là khoản một là người nào rồi, người nào mà phát hiện ra tội phạm thì phải có trách nhiệm tố giác thôi, thì không nhất thiết phải nhấn mạnh thêm luật sư đối với thân chủ. Không, tôi hiểu cái ý là luật sư Sơn là như này, tức nghĩa là cái khoản 3 là khoản nó nhấn riêng về cái luật sư. Luật sư. Cái khoản 1 đó ghi là người nào mà không tố giác tội phạm trong trường hợp này là phải chịu trách nhiệm, thì người nào nó có đầy đủ rồi, trong hồi xưa giờ vẫn không được hiện hành, vẫn, không thể vẫn có cả luật sư, tức là hiện hành là luật sư ở Việt Nam đã không có cái được miễn trừ đó rồi. Đúng rồi, không có được miễn trừ đó, đức là, nhưng mà hồi xưa giờ ta cũng chưa có khởi tố ai. Thế tôi cũng muốn hỏi thêm luật sư nhân dịp cái mạng đàm này, thì tôi muốn hỏi luật sư Kiệt là bộ luật hình sự Mỹ có cái điều khoản quy định là người nào, như khoản 1 điều 19 chỉ đạo là người nào mà phát hiện thấy tội phạm mà không tố giác thì phải chịu trách nhiệm không? Trước hết đó là đây không phải luật sư, bất cứ người nào phát hiện, chẳng hạn tôi đi đường tôi thấy một, tôi xin lỗi là đi đường thấy một cái tội phạm, một kẻ thực hiện hành vi phạm tội vừa đâm một người và bỏ trốn, tôi có phải đi báo công an không? À, báo cảnh sát không? Hay là tôi? Dạ, xin cho phép tôi trả lời như vậy. Ở Mỹ này đó nó có hai cái hệ thống liên bang và tiểu bang. Liên bang họ cũng có luật hình sự của họ. Mỗi một cái tiểu bang có luật hình sự riêng của họ. Tôi không biết về những cái tiểu bang khác, tại vì tôi không phải là những cái là luật sư có bằng hành nghề ở tiểu bang đó, nên tôi không có biết. Nhưng mà ở Cali này đó, thì cách đây khoảng 15 năm trước đó, thì không hoàn toàn là không có trách nhiệm thấy ai phạm pháp đó. Mình người thường thôi, không cần phải nói là luật sư lại có cái đặc quyền giữa luật sư với thân chủ, rồi quyền như là phải giữ mật. Người thường thôi, không cần phải báo cáo. Một cái vụ rất là nổi tiếng mà tất cả mọi người ở cái thời điểm cách đây khoảng 15 năm đều biết đó là cái việc mà có một cái cậu này, cậu lúc sau này mới biết cậu là con nuôi của một cặp gia đình này, cũng là khá giả chứ không phải là gì hết. Cậu với gia đình với một người bạn học chung đi Vegas chơi, thì trên đường về ngay giữa ngay cái biên giới mà của Cali với Nevada đó, có cái sông bài, theo tôi nhớ hồi xưa đó nó là Prima Donna, thì bây giờ hình như có thể đã đổi tên rồi. Thì nó cho thấy lúc sau những cái máy ghi hình của trong cái casino, trong cái sòng bài đó, nó cho thấy là có một cái cô bé, cô đi vô trong phòng vệ sinh, thì cái anh, cái cậu này đó, cậu lúc đó hình như là mới ra trường trung học, ra trường high school phổ thông cấp 3 đó, hay là còn đang học năm cuối vậy đó, cậu đi theo vô, thì một tí thấy cậu đi ra thôi, nhưng mà không thấy cô bé đi ra, thì một thời lát sau có người vô đó, thì thấy cô bé đó đã bị hãm và bị giết ở trong cái cột tiêu đó. Thì khi nhưng mà cái người đứng ngay đó thấy anh chàng này đi vô rồi đi ra, rồi hình như không biết anh chàng này có tiết lộ với cái người có cái người bạn đi chung xe đó với ba mẹ nuôi của anh chàng này đó, không có tiết lộ. Lực Cali ở cái thời điểm đó đó cấm không có buộc cái người thấy cái chuyện nó xảy ra, biết chuyện nó xảy ra để đi tố giác gì cả, do đó cái người bạn đó không có bị truy tố trách nhiệm hình sự gì hết. Sau đó đó người ta mới đề nghị ra là những cái tội phạm thật là nghiêm trọng như vậy đó thì thấy phải có trách nhiệm để tố giác thôi. Tôi nghĩ là hình như nó được thông qua chưa hay chưa tôi thật sự không rõ, nhưng mà ở cái thời điểm đó là cái thời điểm mà người ta tranh luận về cái vấn đề đó rất là nhiều. Ngay cả thấy một cái chuyện như vậy, cái người đó hoàn toàn, cái người mà thấy rõ ràng như vậy có thể xây lưng bỏ đi cũng không có thể, không có phải bị trách nhiệm hình sự gì hết, ngay cả dân sự nữa, trừ khi nào cái người đó là một cái người mà một đó là bị ràng buộc bởi hợp đồng phải trợ giúp, hay là những cái người nó gọi là first responder, những người cảnh sát, những người cứu thương, hay là những cái người mà có lực bắt buộc phải làm những cái chuyện đó đó, thì họ phải trợ giúp thôi. Chứ mình thấy một cái người chết đuối rớt xuống hồ đó, mình không cần phải ở lực cả ly này, nhiều khi nó cũng hơi tàn nhẫn một chút, là có thể mảnh mặt bỏ đi thôi. Không được, lời Việt Nam thì không được, chị nói. Nếu mà không cứu giúp vậy, cái lương tâm của mình thì khác. Còn trở về cái vấn đề hồi nãy nói, giống như là có một người nào đã phạm pháp giết chết hai ba người rồi đến nói với mình đó, thì
mình là luật sư, mình có quyền, mình không phải có quyền, mình có nhiệm vụ phải bảo mật cái việc đó. Rồi thứ nhì đó, mình có thể đại diện người đó hay không. Nhiều người nói gì vậy, rồi còn đại diện gì nữa, ra tòa, có nghĩa là ra tòa, tòa có thể bắt mình khai ra người đó chuyện, kể người đó kể cho mình hay không. Tòa không có tòa nào có thể bắt mình kể chuyện đã xảy ra trong quá khứ được hết. Cái đó thứ nhất. Còn về đạo đức nghề nghiệp, mình có thể đại diện người đó được hay không? Ở Việt Nam thì tôi không biết làm sao. Ở đây đó, giống như tôi nói là thứ nhất là cái hệ thống đối tụng. Ok, bên công tố họ là cái người đứng ra họ truy tố, họ có cái trách nhiệm và chứng minh. Mà cái trách nhiệm ở Mỹ này đó, để chứng minh một cái tội hình sự nó rất là cao, là trách nhiệm nó gọi là chứng minh cao nhất, là highest standard proof. Là thí dụ trong một cái vụ dân sự đó, nó gọi là preponderance of the evidence là 50-50 đi, một cái cân 50-50. Không biết làm sao, không biết ngã ngũ làm sao, chỉ cần bỏ một hạt cát lên đó, cái cân nó hơi thiêu, nó hơi nghiêng về bên nào đó là đủ thắng rồi. Đó là bên những cái tiêu chuẩn trong cái vụ dân sự, trừ một vài trường hợp. Rồi lại lên có những cái tiêu chuẩn khác, nó gọi là clear and convincing evidence, là rõ rệt và thuyết phục. Thì tất cả người Việt mình, rất là nhiều người, cả người Mỹ nó họ hiểu lầm. Mà tôi thấy có một lần có người quan tòa, khi họ nói nhanh quá đó họ quên, nói là tôi xét thấy anh có tội, tôi xét thấy rõ, có bằng chứng rõ ràng và thuyết phục là anh có tội. Thằng luật sư nó đứng ra, sau đó nó đi kháng án. Tại vì nó nói cái tiêu chuẩn đó chưa có đủ để kết tội trong cái vụ hình sự, để kết án trong cái vụ hình sự. Cái tiêu chuẩn đó thấp hơn là cái tiêu chuẩn cao hơn nữa là beyond a reasonable doubt. Thì nhiều người lại nói là không còn nghi ngờ gì nữa, cái đó cũng không đúng. Nó là đi, nó phải chứng minh vượt qua mức nghi ngờ hợp lý. Trong cuộc sống là cái gì á, cũng phải có cái sự nghi ngờ, có thể có nghi ngờ giật được, ngờ giật thiệt, ngờ giật ảo. Rồi nhưng mà phải chứng minh vượt qua cái đó. Thì trong tòa đó, những cái người mà luật sư bên biện thường họ ưa nói đó là beyond a reasonable doubt là sao, phải không? Cái khái niệm này nó mơ hồ quá. Cái rõ hơn là như vậy: khi quý vị kết án cái người này đó, nói là người này có tội đó, thì quý vị trở về nhà tuần sau, hai tuần sau, một năm sau, nửa đêm thức dậy, nếu quý vị nghĩ là tôi đã làm đúng thì đó là vững tin. Còn quý vị nửa đêm thức dậy, quý vị nghĩ là có thể tôi đã làm sai, quý vị ngồi đó nghĩ là có thể tôi làm sai, thì lúc đó là chưa có đủ đến cái mức mà nó gọi là vượt qua mức nghi ngờ hợp lý. Cái ý của anh Kiệt là tôi thì như vậy đó. Thì trở lại cái chuyện tôi nói là cái người mà đã đến khai đủ thứ chuyện, tôi có thể đại diện người đó trước tòa được không? Là luật sư đó, thì ở Mỹ này đó, ít nhất là Cali này, mình có cái nhiệm vụ là nó gọi là duty of candor, là phải thật, thành thật với tòa. Mình không có thể suối thân chủ mình khai gian được. Nhưng mà tại vì ở đây đó, nó thường cái người bị can, bị cáo trong cái vụ hình sự được quyền giữ im lặng. Người đó có thể cứ ngồi đó, tôi với người đó không có khai gì hết, để đơn bên công tố có trách nhiệm để chứng minh vượt qua mức nghi ngờ hợp lý. Nếu mà họ chứng minh được thì vòi thẩm đoàn có thể kết án thân chủ của tôi. Nếu mà họ không chứng minh được, tôi không có kêu thân chủ tôi lên. Và hầu hết những cái vụ mà hình sự ở đây đó, khoảng 90% là cái người bị cáo không bao giờ lên trên bục để khai hết, tại họ có quyền đó. Và chẳng những vậy thôi, trong cái những cái hướng dẫn cho vòi thẩm đoàn đó, quan tòa sẽ đọc, nó là cái sự bị cáo có cái quyền được giữ im lặng và không cần phải lên trên bục nhân chứng để khai. Và quý vị không có thể dùng cái việc mà bị cáo không có lên bục nhân chứng để khai đó để cho là cái người đó có tội hay để gây ra bất lợi cho người đó. Quý vị chỉ cần biết là bên công tố có chứng minh vượt qua mức nghi ngờ hợp lý là người đó có tội hay không. Do đó trở về cái người mà đã khai đủ thứ chuyện giết người đó, tôi có thể đại diện cho nó, rồi hai người tôi ngồi đó nói chuyện xì xào về chuyện cà phê cà pháo gì, không cần biết tới vụ kiện gì hết, tới xong hết thì tôi có thể chất vấn cảnh sát gì đó, rồi coi có đủ bằng chứng, có đủ bằng chứng vượt qua mức nghi ngờ hợp lý, bên công tố đã chứng minh đủ chưa. Nếu chưa đủ thì bộ thẩm đoàn có thể phán quyết và thân chủ không có tội. Và tôi thấy cái trường hợp nó xảy ra rất là nhiều. Có những cái người, tại vì tôi cũng là thông dịch thủ thể trong tòa, thì trong những cái vụ xử, nếu mà ngoài luật sư thì có thể chúng tôi ở trong tòa nhiều hơn những luật sư mà xử đó. Những luật sư chỉ có hai cái dạng luật sư ở đây mà ở trong tòa mà xử đánh đấm suốt ngày đó, là công tố viên hoặc là những người luật sư công viện. Ok, còn những cái luật sư dân sự, những người luật sư biện hộ hình sự khác đó, thường thường đó, nếu mà ra xử đó, ra tòa thì họ ra, nhưng mà ra xử đó một năm, nó xử 5-6 vụ là họ hết sức rồi, hết thì giờ, hết sức rồi. Những người luật sư bên công tố với dưới bên công tố viên đó, với luật sư biện hộ mà công đó, public defender, họ xử gần như là hàng tuần, họ đánh hàng tuần luôn, họ có mặt ở tòa suốt ngày, đủ thứ chuyện hết, nhưng mà trial họ có ào hoài. Thì chúng tôi làm thông dịch thì chúng tôi ở trong đó cũng rất là thường xuyên, chúng tôi thấy những cái chuyện như vậy, phần lớn 90% đó là cái người bị cáo không bao giờ lên trên một nhân chứng để khai hết. Một cách tóm tắt là phía công tố phải chứng minh được rằng là người đó có tội, chứ không phải là phía luật sư hoặc là bị can phải chứng minh là mình là không có tội. Không, cái đấy tôi có hai chuyện đó là cái gì, hiến pháp của Mỹ nó bắt cái phải tiêu chuẩn như vậy thứ nhất, thứ nhì để là hệ thống đối tụng.
Hey, đấu đi phải không? Thì đấu đi, buộc mày phải chứng minh đến mức này thì mày phải chứng minh tới, buộc bên công tố phải chứng minh đến mức độ này thì phải chứng minh đến mức độ này, tới cái tiêu chuẩn này mới đạt được, không đạt được thì không có tội. Tôi thấy thế này, cái ý kiến của luật sư Kiệt thì cũng đúng, nhưng mà cái đây ở trong pháp luật hình sự Việt Nam cũng đã quy định rồi, tức là cái quyền chứng minh, cái trách nhiệm chứng minh bị cáo phạm tội hay không là của cơ quan tố tụng, là công an và kiểm sát, viện kiểm sát, ở đây tức là nói là cơ quan điều tra và công tố viện. Thế thì còn cái việc mà tất cả mọi người khi phát hiện ra hành vi phạm tội tố cáo, đây thì nó muốn nói về cái nhiều về lĩnh vực đạo đức và xã hội và cái nghĩa vụ công dân, chứ cũng không phải là trách nhiệm phải chứng minh. Như vì vậy thấy hành vi phạm tội thì tố cáo nhưng mà không phải chứng minh. Đấy theo tôi nghĩ nên ở cái khi cạnh đấy thôi, nhưng mà cái đấy nó chỉ có cái là cái khoản 3 điều 19 nó làm cho giữa thân chủ với luật sư, giữa người khách hàng với người bào chữa, nó có một cái sự nghi ngờ ngờ vực nhau. Khách hàng này có khi chưa bao giờ phạm tội, mà khách hàng này chưa bao giờ phải đến văn phòng luật sư, và cả cuộc đời có khi trong sạch, nhưng mà đến giai đoạn cuối họ lại có vướng vào phòng lao à và vướng vào một cái tội phạm, mà vừa đến trao đổi rồi xin tư vấn thì đã bị ông luật sư ông ấy dọa, là ông đem lên ông ấy tố. Nhưng mà tôi thấy vậy thì là tôi thấy là cái luật của Việt khó. Nam á, quy định của luật Việt Nam á, rất là khó thực hiện trong cái trường hợp mà giống như luật sư Kiệt nói, bởi vì cái luật Việt Nam á, khi mà tranh tụng tại tòa á, người ta sẽ hỏi là bị cáo bắt buộc phải trả lời, chứ không phải là giống như mình đây có được cái quyền im lặng. Thì khi người ta phỏng vấn tại tòa là phỏng vấn bị cáo, luật sư không được quyền nói thay bị cáo, không được quyền can thiệp vô cái chuyện đó, chỉ khi nào chuyển qua cái phần tranh tụng thì luật sư mới được quyền nói phát biểu. Thì khi mà luật sư phát biểu như vậy, thì khi mà trong trường hợp mình làm đối với bị cáo đó, thì mình biết bị cáo là ví dụ như đến nói thật với mình là mặc dù tôi chối tội bên đối với kiểm sát, đối với bên công an, nhưng mà bây giờ đối với luật sư tôi nói thiệt là tôi đâm nó đó, những dao tôi dùng cái đường kia rồi nó tìm không được, nhưng mà thật ra tôi dao đâm đó và bốn cái xác tôi che chôn ở đây. Nhưng mà như vậy thì nó có cái xung đột về cái quyền lợi, là rõ ràng mình thấy là mình biết rằng cái người này phạm tội nhưng mà mình lại đi cãi nó không tội. Anh nghe kịp không? Tức nghĩa là nó khác với cái luật ở đây. Luật ở đây thì luật sư né được cái chuyện đó, tức nghĩa là né bằng cách nào? Là giữ cái im lặng, tức nghĩa là không cần nói gì hết. Nhưng mà luật sư tôi cũng đâu có nói là bị cáo tôi không làm, tôi đâu có nói, nhưng mà tôi chỉ nói rằng kiểm sát, tức nghĩa là công tố, anh không đủ bằng chứng để buộc tội cho bị cáo tôi. Cái đó đúng rồi, giống anh tôi nghe luật sư Sơn nói là Việt Nam cũng nói, luật cũng nói là cái trách nhiệm chứng minh đó, nó thuộc về phía bên công tố. Ở đây thì đúng, trách nhiệm chứng minh nó thuộc về phía bên công tố, nhưng mà người ta thật sự người ta tôn trọng cái đó, và công tố phải chứng minh đến cái mức, cái tiêu chuẩn cao nhất, chứ không phải chứng minh nó nói vài câu. Do đó chúng tôi đã làm phòng dịch ở trong rất là nhiều cái phiên xử mà đã thấy cái vụ đã nói là truy tố về mưu sát, attempted murder, trắng án. Cái người mà chúng tôi dịch cho đó, họ ngồi đó họ không nói, không biểu lộ, không gì hết, không có gì hết, xong hết rồi đó là bòi thẩm vô nghị án ra, nói là trắng án. Cho nên là trong cái trường hợp này tôi thấy là nếu mà luật sư Việt Nam á, mà làm cái mấy cái vụ án bào chữa đó, mà khi mà nếu mà thân chủ mà người ta báo với mình là có tội rồi mà mình bào chữa theo hướng không tội, phải nói là rất là khó, bởi vì nó sẽ lộ ra nhiều thứ lắm. Tại vì mình đã biết rồi, bây giờ tại phiên tòa thì nó hỏi bị cáo rồi, bị cáo nó dù mình đánh chối tội hết trơn rồi, mình biết rất là rõ, nhưng mà mình lại đi bào chữa theo hướng không tội, thì theo bị cáo tức là mình biết rất rõ là gì, có thể thì hiểu là nó có chứng cứ, có đầy đủ hết. Nhưng mà cái luật hình sự của Việt Nam á, thì khi mà cái phiên tòa người ta biểu quyết á, để mà xét xử có tội không, thì cái chứng cứ có thể người ta không có quy định, nó nói là chứng cứ có thể là đủ yếu tố này kia nọ để mà cấu thành người ta quyết định tội phạm thôi. Tức là không có quy định, giống như như luật sư Kiệt nói đây là nước Mỹ gần như 100%, đúng là anh không còn nghi ngờ gì nữa, đúng không? Đối với hình sự mình nói là nó nặng đến mức độ vậy đi, không còn cái mức không có nghi ngờ gì, hợp lý, không có nghi ngờ hợp lý, mình cảm thấy không có còn cái lấn cấn gì trong đầu mình khi mình bổ quyết người đó có tội rồi. Mình như thế, còn đối với án dân sự thì có thể anh 50% hoặc là 51% là anh có thể anh tuyên được rồi, đúng là anh thiếu nợ đúng phải trả thôi, 51% là được rồi, không cần phải 100%, đúng không, chứng cứ. Nhưng mà đối với luật hình sự thì ở Mỹ nó quy định là gần như là phải
tối cao lắm, tức nghĩa là mức độ phải tuyệt cao. Và đối với Việt Nam á, thì gần như không có cái level đó đâu. Tức nghĩa là người ta chỉ cảm thấy rằng đủ yếu tố rồi. Tức nghĩa là nhiều khi thấy tại sao mà thấy là bữa đó tại sao mà nó có mặt ở tại cái hiện trường đó, là mày không có thực hiện, tại sao mày có mặt ở hiện trường, có cái trường hợp nó xảy ra vậy. Phiên tòa ta xử nó nói tại sao mày có mặt ở đó, tao đủ yếu tố tao buộc mày rồi. Cho nên là những cái quan sai nó phát hiện từ cái chỗ đó. Ông ơi, cái ý kiến cho nên tôi này, đối với anh Kiệt ấy, vừa rồi nói là khi sau khi xét xử, cái người xét xử đấy có thể là thẩm phán họ một năm, hai năm người ta mới vẫn ngủ yên và ngủ dậy, người ta vẫn tỉnh táo thoải mái, không phải đang ngủ bật dậy. Ôi chết rồi, cái việc này làm sai. Cái đấy trong pháp luật Việt Nam, những đối với những thẩm phán và công tố viên nó gọi là niềm tin nội tâm. Đúng không anh? Đó. Niềm tin nội tâm tức là dù rằng cái chứng cứ chứng minh vẫn còn cái gì đó chưa đầy đủ, nhưng mà người ta vẫn cứ cảm linh và người ta có cái phản xạ nghề nghiệp cũng như cái tích lũy kinh nghiệm, người ta biết thằng này phạm tội, và trong quá trình xét xử thì họ xử xong thì họ cảm thấy đúng. Thì nói chung là nó tin tưởng vào cái Việt Nam á, đặt cái thẩm phán, đặt những người làm pháp luật á, giống như là thần thánh quá, họ đặt họ trong trường hợp là anh không được quyền xử quan sai. Anh xử quan sai thì bị kỷ luật, mà anh không được bỏ lọt tội. Anh bỏ lọt tội cũng bị kỷ luật. Nhưng mà đối với nước Mỹ, người ta nói thẩm phán cũng có thể sai phạm chứ, nhưng mà thà ta bỏ lọt. Và tôi thấy những cái trường hợp đó là rất là tội nghiệp. Nó không phải tội nghiệp mà nó là gì? Bồi thẩm đoàn xử không có tội, nhưng mà bồi thẩm đoàn ra đó thì đối với nạn nhân đó, có nhiều khi nạn nhân vẫn còn ở lại đó, và thường thường nạn nhân có mặt ở đó, bồi thẩm đoàn ra khóc ôm nạn nhân, khóc xin lỗi, nói là tao nghĩ là đã có cái chuyện gì nó xảy ra, thí dụ đi một đứa bé nó bị lạm dụng tình dục hay gì đó, thì họ ra họ khóc, họ nói là tôi nghĩ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng không đủ chứng cứ, nó không có đủ cái tiêu chuẩn để chứng minh, nó cao quá, không có đủ. Bên công tố đã chưa có chứng minh đủ để cho tôi kết án người đó. Cái chuyện đó xảy ra mà họ ra họ khóc, họ bản thân họ nghĩ là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà cái bằng chứng nó không. Và nên nhớ trong trường hợp này là bồi thẩm đoàn ở đây, bồi thẩm đoàn là người đó là quyết rồi, bồi thẩm đoàn là cái người quyết định chứ không phải một người hay không có tội. Rồi sau đó tuyên án thì thẩm phán sẽ phụ trách về cái phần tuyên án, trừ trong những cái vụ mà án mà có liên quan tới tử hình đó thì nó sẽ chia ra làm hai cặp. Bồi thẩm đoàn thứ nhất là cái guilt phase, là bồi thẩm đoàn trong cái giai đoạn nó sẽ xử coi có tội hay không, có tội rồi lại bồi thẩm đoàn lại trở lại, thì sau đó lại hai bên lại đưa ra bằng chứng nữa thêm nữa, thì sau đó bồi thẩm đoàn mới nghị án thêm lần nữa là đề nghị, sẽ đề nghị chứ không phải là đưa ra án, đề nghị tử hình hay không. Thì thẩm phán sau đó đó đến ngày tuyên án sẽ dựa trên cái đề nghị của bồi thẩm đó, sẽ làm theo cái đề nghị đó hay là không làm theo cái đề nghị đó. Xin cảm ơn các luật sư cũng như là anh Minh Giang từ dự thảo luật sửa đổi ở khoảng 3 điều 19, chúng ta đã có một cái dịp để có thể trao đổi liên quan tới các góc cạnh của luật pháp, đối chiếu luật Việt Nam, luật Hoa Kỳ để mọi người cùng tìm hiểu, cùng trao đổi, và người xem của chúng ta cũng phần nào hiểu thêm được những cái góc cạnh liên quan. Hy vọng là chúng ta sẽ còn tôi có được không? Tiếp tục trong thời gian tới. Xin mời anh. Tại tôi muốn nói cái trường hợp này, đối với luật Việt Nam giờ đặt trường hợp như vậy thì các luật sư Việt Nam có thể né tránh được cái trường hợp này không? Thì tôi nghĩ là hoàn toàn né được. Tức là bây giờ sao? Tức là khi mình làm thì mình làm, mình tiếp xúc với các cái ví dụ như thân chủ của mình, mà thân chủ mình nhận tội, nó muốn trao đổi với mình, muốn nói, nó muốn thừa nhận một cái tội lỗi gì đó, mặc dù nó đã chối tội đối với cơ quan điều tra, nhưng mà mình nó muốn nói thật với mình, thì tôi thiết nghĩ là nếu mà với góc độ luật sư có quyền không nghe. Nếu mà tôi là luật sư, tôi sẽ không nghe những cái trường hợp đó. Anh có thể không nói, tôi không nói chuyện đó, tôi chỉ nó hỏi anh rằng viện kiểm sát hoặc là cơ quan cảnh sát điều tra đều bắt anh về cái tội đó, thì anh chống lại cái cáo buộc người ta bằng cái cơ sở nào, anh bằng những lý lẽ nào, những cái chứng cứ nào, tôi muốn biết cái đó. Hoặc là bây giờ đây là người ta buộc anh như thế này, thì bây giờ anh chị phải chứng minh lại, nói là không, nếu mà nói không tội thì chứng minh lại như thế nào. Còn bây giờ tôi không cần nghe là coi như anh nhận tội hay không nhận, anh kể cái lễ gì thì tôi không cần nghe, tôi chỉ cần coi hồ sơ và tôi chỉ biết rằng anh nói cho tôi biết anh chống lại đối với cái kết luận điều tra này như thế nào thôi. Chứ để mà khi mà mình nghe nó hết rồi đó, mà mình biết rằng nó phạm tội, nhưng mà mình lại đi nói nó là mình đi bảo vệ cho nó là không phạm tội, thì nhất là theo luật pháp này, theo luật sư Sơn nói là cái niềm tin nội tâm của anh như thế nào, cái đạo đức nghề nghiệp của anh như thế nào, khi mà anh biết một người có tội mà anh cố nó ngóng lên cổ lên anh cãi nó không tội, thì cái điều đó mình thấy nó có cái xung đột.
Còn đối với pháp luật ở Mỹ thì nó khác, tại vì Mỹ á, nó xử không tội đó thì nó còn có bảo vệ người ta được, là cái gì, nó còn có một cái án dân sự, tức nghĩa là nếu mà cái chứng cứ hình sự không đủ, người ta có được quyền kiện dân sự đó. Ví dụ như vụ Thâm Sơn thì bây giờ khi người ta vẫn có thể là kiện bồi thường quyền này kia được. Nhưng mà đối với luật Việt Nam, nếu mà án hình sự xử không tội rồi, anh không được quyền đòi bồi thường nữa, đúng không? Anh không được quyền kiện qua cái dân sự được, bởi vì nó cái chứng cứ đó đã của tòa nó đã xử rồi, một phiên tòa xử rồi, không có xử một phiên tòa khác nữa. Đó, nó tính mang liên quan với nhau. Cho nên tôi nói là các luật sư Việt Nam cũng có thể né được những cái trường hợp đó, chứ không né. Chứ thực tế là cái điều luật mà nói gì không tố giác tội phạm đó cũng đâu có loại trừ luật sư đâu. Mà hồi xưa nay anh thấy đâu có luật sư nào bị khởi tố đâu. Đúng không? Chưa từng có một luật sư nào bị khởi tố, gần bị như về với cái công dân không tố giác tội phạm với điều kiện trong quá trình điều tra mới phát hiện được là người ta không tố giác tội phạm, chứ không phải tự nhiên họ không tố giác tội phạm rồi họ đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự ngay. Nhưng mà nếu mà có cái luật như vậy đó thì nếu mà họ muốn cái anh ấy gọi là single out đó, họ muốn chỉ mua dùi vô một cái vị luật sư nào đó thì lúc đó họ sẽ có cơ hội để họ chỉ mua dùi thì rất là nguy hiểm cho đó. Bởi vậy cái điều mà cái khoảng 3 điều 19 là hiện giờ tất cả các luật sư, thậm chí là cái dư luận ở trong nước cũng nói là phải bỏ cái điều đó, bởi cái điều đó nó dư thừa, nó chồng chéo lên cái khoảng 1 của cái 9 cái điều đó luôn. Cho nên thành ra là mang chất tôi nói là chính thức hình như anh chửi mua dùi vô cái người bào chữa, tức nghĩa là anh mang tính chất kỳ thị đó thì cũng đúng đó. Tức nghĩa là anh muốn đe dọa nó, anh muốn là coi như là đụng chạm tới cái nghề nghiệp đó, muốn khống chế nó và thể hiện mà hạ thấp cái quyền, cái vai trò của luật sư trong xã hội đó. Cái việc mà luật pháp mà kể cả là Việt Nam lẫn ở Mỹ chéo qua chéo lại như thế thì có lẽ chúng ta bàn cả năm cũng không hết. Nhưng mà câu chuyện có lẽ là chấm dứt ở đây, và chúng ta sẽ còn có cơ hội nói chuyện với nhau về luật pháp nhiều trong tương lai.